sẽ đến với khóa 3 của chương trình học guitar cổ điển. Ở khóa 3 này thì chúng ta sẽ làm quen với những bản nhạc nâng cao, những bản nhạc mà có độ khó cao của kỹ thuật và tư duy nhiều hơn trong âm nhạc. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc các bạn một chút là chúng ta không nên bỏ qua cái phần căn bản. Chúng ta cần phải thường xuyên ôn lại để có một cái nền móng vững chắc. Thì khi chơi những bản nhạc này thì nó sẽ chỉnh chu hơn. Chúc các bạn thành công.